Chiều ngày 16 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chính quyền địa phương đang truy vết những người tiếp xúc với một trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đang xét nghiệm PCR. Cơ quan chức năng chốt chặn hai đầu phố Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm sau khi ghi nhận một ca test nhanh dương tính COVID-19 về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo phường Cửa Nam thông tin, người test nhanh dương tính đến nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, sau đó di chuyển đến nhiều người khác trên địa bàn thành phố. Người này còn đi làm tóc, làm móng. Hiện chúng tôi đang báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm truy vết những người liên quan, vị lãnh đạo nói. Người dân khu vực này cho biết sáng nay đã được lấy mẫu sàng lọc COVID-19, không được đi khỏi nơi cư trú, chờ kết quả xét nghiệm. Những người sống cùng nhà với ca nghi ngờ đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly tập trung.